Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, các công ty, chủ doanh nghiệp, hộ gia đình đang kinh doanh đều rất coi trọng đến vấn đề tài lộc, vượng khí. Chính vì thế mà bàn thờ thần tài, thổ địa có vai trò cực kỳ quan trọng. Cách thờ cúng thần tài để có tài lộc không hề đơn giản một chút nào. Tuy vậy, có một số vấn đề mà rất nhiều người thờ cúng thần tài, thổ địa luôn thắc mắc là liệu nếu thờ cúng thần tài bằng bàn thờ cũ thì có sao không? Để có thể tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Có nên dùng bàn thờ thần tài đã cũ và những điều cần biết? Thực tế thì có những trường hợp bạn vẫn có thể sử dụng lại bàn thờ thần tài và ông địa cũ mà mình đã sử dụng. Điều này không hề mang lại những điều xấu mà ngược lại còn có thể giúp cho công việc làm ăn, kinh tế của gia chủ phát đạt và sung túc hơn hẳn. Tuy nhiên, cũng sẽ có những trường hợp mà bạn không nên sử dụng lại bàn thờ thần tài. Bởi lẽ việc này có thể khiến bạn phạm vào một số đại kỵ, khiến gia đình gặp phải những chuyện không may và làm ăn không tốt. Vậy trường hợp nào nên sử dụng bàn thờ cũ, trường hợp nào thì không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu từng trường hợp trong phần tiếp theo. Trường hợp 1. Chuyển đến nhà mới và bàn thờ thần tài cũ. Trong những trường hợp chuyển nhà, bạn vẫn thường thắc mắc rằng mình dùng bàn thờ cũ có được hay không? Và câu trả lời cho vấn đề này là hoàn toàn được. Với một số lý do nào đó khiến bạn phải chuyển địa điểm thì việc mang theo bàn thờ thần tài cũ là hoàn toàn hợp lý nếu bàn thờ của bạn vẫn còn có thể sử dụng lâu dài. Và đồng thời, bạn nên mang theo bàn thờ thần tài cũ nếu chuyện làm ăn của bạn thời gian trước đây gặp nhiều điều may mắn. Chuyện tiếp tục sử dụng bàn thờ cũ sẽ giúp cho bạn được các vị thần linh tiếp tục hỗ trợ cho việc kinh doanh của mình ngày một phát triển. Trong điều kiện, nếu chiếc bàn thờ của bạn đã quá cũ và không thể sử dụng thì bạn nên thực hiện thủ tục bỏ bàn thờ thần tài bằng cách hóa cho rồi hãy mua một chiếc bàn thờ mới. Trường hợp 2, bàn thờ thần tài của chủ cũ có sử dụng lại được không? Theo các chuyên gia phong thủy thì việc sử dụng lại bàn thờ thần tài của chủ khác là một điều cấm kỵ. Bởi đây được xem là một chuyện đại kỵ và không nên thực hiện. Việc bạn tái sử dụng lại bàn thờ thần tài của vị chủ cũ sẽ khiến bạn và gia đình gặp phải những chuyện không may, cũng như cuộc sống tại nơi ở mới sẽ không được bình yên. Vậy nên, khi bạn chuyển đến một nơi ở mới thì bất cứ vật dụng nào của chủ nhà cũ bạn cũng không nên sử dụng lại. Đặc biệt quan trọng là những vật dụng thờ cúng tâm linh. Bàn thờ thần tài là một vật dụng vô cùng tâm linh và sang trọng. Đây cũng là một phần mà bạn thể hiện sự tôn kính đối với các vị thần. Nếu bạn để những vị thần bảo hộ của mình sống trong một căn nhà xa lạ và không đáp ứng được các yêu cầu căn bản, thì theo dân gian là bạn đang coi thường và phỉ báng những vị thần đó. Vậy nên, với trường hợp này thì bạn nên mua một bộ bàn thờ mới, trang nghiêm hơn để thể hiện lòng tôn kính của mình đối với các vị thần. Trường hợp thứ 3, khi có người khác tặng cho bàn thờ thần tài cũ. Đây cũng là một vấn đề mà rất nhiều người gặp phải. Có rất nhiều người được người thân hoặc bạn bè tặng lại cho bàn thờ thần tài cũ của họ. Mặc dù họ có ý tốt, nhưng điều này cũng tương tự như việc bạn tái sử dụng bàn thờ thần tài của chủ cũ. Và đây chính là việc làm tối kỵ mà bạn không nên thực hiện. Dù chiếc bàn thờ mà bạn vẫn được tặng còn mới thì bạn cũng không nên tiếc mà sử dụng lại. Hãy đầu tư cho những vị thần của nhà mình một nơi ở mới và thể hiện lòng tôn kính của mình trong việc coi trọng các vị thần. Quý vị thân mến, sau khi chuyển nhà mới thì làm thế nào để di chuyển bàn thờ thần tài mà không đắc tội với các ngài? Hay việc cửa hàng đóng cửa làm ăn do một số lý do đặc thù thì bàn thờ thần tài nên làm như thế nào? Để có thể giải đáp những thắc mắc này của quý vị và các bạn, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ với các bạn trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay.
cách chuyển bàn thờ thần tài sang địa điểm mới. Bàn thờ vốn là chốn linh thiêng nhất trong ngôi nhà, vì thế gia chủ không được tùy tiện thay đổi, di rời vị trí bàn thờ, tránh những điều kiêng kỵ cho tài vận và gia đạo. Khi muốn chuyển bàn thờ thần tài, ông địa, bạn cần phải tuân thủ một số thủ tục sau đây. Thứ nhất, phải làm lễ xin chuyển bàn thờ. Việc đầu tiên mà bạn cần làm đó là chọn ngày tốt, giờ tốt để tiến hành chuyển bàn thờ. Nên nhờ các chuyên gia về phong thủy xem xét, hướng nhà để chọn được vị trí bàn thờ cũng như ngày giờ để làm lễ chuyển bàn thờ. Mặc dù không phải nằm ở vị trí trung tâm của ngôi nhà, nhưng hướng đặt bàn thờ thần tài sẽ bao quát cả cửa ra vào để giúp gia chủ cai quản tiền tài và khách khứa. Tiền tài lưu thông vào gia đạo và xua đuổi vận rủi, oan hồn không cho vào nhà quấy nhiễu. Tiếp theo, bạn cần sắm sửa, bày biện đầy đủ lễ vật cúng trên bàn thờ để thể hiện tấm lòng của gia chủ và tạo ra không khí sung túc cho các thần theo về cư ngụ. Các lễ vật quan trọng cần bày biện trên bàn thờ thần tài bao gồm hương thắp, hoa tươi, trái cây, rượu, xôi, trầu cau, món mặn, thịt heo quay, vàng mã để tiến hành cúng bái. Thứ ba, tiến hành chuyển bàn thờ thần tài, ông địa. Khi tiến hành chuyển bàn thờ thần tài, việc đầu tiên là gia chủ tiến hành đặt tiền vàng, bày bát nước, ba chén rượu và một lọ hoa tại nhà cũ. Sau đó, gia chủ sẽ đọc bài văn khấn xin các vị thần chuyển về nhà mới và thắp ba nén hương. Thông thường, khi hương vừa cháy được một nửa thì tiến hành thỉnh bàn thờ thần tài chuyển về nhà mới khi hương vẫn còn đang cháy. Nếu quãng đường xa, có thể để cho tàn hương trước hoặc sau khi hương tàn rồi mới thực hiện thủ tục chuyển bàn thờ thần tài, ông địa về nhà mới. Khi đã về đến nhà mới, gia chủ tiến hành hóa vàng, tiền giấy, đổ rượu vào cho đốt tiền, biểu thị ý niệm các ngài đã nhận được vật phẩm và dùng để giao tiếp với cõi âm ở nơi mới chuyển đến. Sau đó, bạn sẽ bày lễ vật và thắp một tuần hương trên bàn thờ. Cùng với đó, gia chủ sẽ rót rượu và đọc bài văn khấn báo các vị thần là gia chủ đã hoàn thành việc chuyển bàn thờ thần tài tới địa điểm mới. Kính thỉnh các ngài an ổn nơi thờ phụng để phù hộ cho gia chủ được thuận lợi và nhiều tài lộc. Ngoài ra, trong quá trình chuyển bàn thờ thần tài sang nhà mới, cần đích thân gia chủ là nam giới chuyển dọn và khấn phái xin phép di rời cũng như mời các thần đến nơi ở mới để tỏ lòng tôn kính. Thứ ba, những lưu ý khi chuyển bàn thờ thần tài, ông địa sang chỗ ở mới. Trong ngày chuyển nhà, chủ nhà đứng trước bộ bàn thờ vái ba vái và khấn xin thần linh, gia tiên chuyển về nơi thờ mới. Lưu ý cũng cần đọc rõ địa chỉ, số nhà, thông tin để hai vị biết đến. Tiếp theo, dùng tiền âm lót xuống thùng cát tông hoặc đồ chứa sạch sẽ nào đó rồi đặt bát hương vào, đậy kín và dán băng dính. Đặc biệt chú ý không được để bát hương lộ thiên, bởi vì điều này có thể khiến các vong xung quanh nhập vào bát hương. Sau khi được chuyển đến ngôi nhà mới, gia chủ sắp xếp mọi thứ gọn gàng ở vị trí được lựa chọn. Sau đó, dùng chiếc khăn mới nhúng vào rượu gừng để tịnh hóa lại rồi thắp nhang, hành lễ như bình thường. Khi chuyển bàn thờ thần tài, ông địa sang nhà mới thì gia chủ cũng nên chú ý đến những phương hướng hội tụ tài lộc để đặt bàn thờ. Nên đặt bàn thờ thần tài nằm ở góc nhà nhưng phải có vị trí thuận lợi để bao quát được toàn bộ cửa ra vào. Đặc biệt, không nên đặt bàn thờ thần tài, ông địa tại các góc khuất sâu trong nhà mới. Tốt nhất nên nhờ các chuyên gia phong thủy xem xét về vị trí và phương hướng để đặt bàn thờ thần tài. Cuối cùng, khi chuyển sang nhà mới, dù gia chủ mang theo bàn thờ thần tài hay mua cái mới thì cũng phải cúng một bữa tiệc để thông báo cho các ngài biết là chúng ta đến ở nhà mới. Cũng giống như tiệc tân gia để cầu mong các vị thần phù hộ cho gia đạo bình an và may mắn. Cách hóa giải bàn thờ thần tài. Thứ nhất, chọn ngày. Bước đầu tiên khi bắt đầu loại bỏ bàn thờ thần tài là lựa chọn ngày đẹp để hóa giải. Việc thờ cúng và thờ phụng các vị trong thời gian dài đã tạo ra một quan hệ mật thiết về nơi ăn, chốn ở của mình. Chính vì thế, khi thay nhà cho các vị thần, cần lựa chọn ngày kỹ càng để tránh hóa giải vào những ngày phạm đại kỵ, thoát lộc. Ngày đẹp để thực hiện việc hóa giải nên chọn theo phong thủy và mệnh tuổi của gia chủ. Ngày này được tính theo lịch âm, thường là các ngày mùng 1 hoặc 15 hàng tháng. Thứ hai, chuẩn bị bài khấn vái. Sớ cúng để giải bàn thần tài, các bạn có thể sử dụng nội dung trong bản văn khấn cổ truyền Việt Nam.
hoặc để có thể có được một bài khấn ban thần tài đầy đủ và đúng nhất, quý vị và các bạn có thể để lại thông tin kèm số điện thoại ở phần bình luận. Thầy Gia Cát và đội ngũ trợ lý của thầy sẽ liên hệ hỗ trợ cho quý vị trong thời gian ngắn nhất. Việc sắm sửa và chuẩn bị lễ phẩm cho buổi lễ. Việc sắm sửa và chuẩn bị vật phẩm cho buổi lễ có ý nghĩa quan trọng nhằm thể hiện sự kính trọng, biết ơn của các vị thần linh. Cụ thể gồm có 1 là hoa tươi, 2 là một đĩa gồm gạo, muối, rượu trắng, 3 là mâm ngũ quả tươi 5 loại, 4 là trầu cau, nước trong. Lễ vật này có thể thêm nếu gia đình bạn có thờ bà cô, ông mãnh. Gia chủ vẫn có thể dùng vật phẩm này khi gia đình không thờ. 5 là hương đèn hoặc nến. 6 là giấy đinh, giấy tiền. 7 là xôi trắng hoặc xôi mặn. 4 hóa đồ thờ và bàn thần tài. Như đã đề cập ở những phần trước đó, những ngày tốt được lựa chọn thường rơi vào mùng 1 hoặc ngày rằm 15 âm. Trước khi thực hiện buổi lễ hóa giải bàn thờ, gia chủ cần dọn dẹp sạch sẽ bàn thờ thần tài. Trong ngày làm lễ, vật phẩm được gia chủ chuẩn bị đầy đủ. Khi tiến hành, cần làm theo trình tự 4 bước sau. Bước 1, gia đình vái lạy bá lễ trước bàn thờ. Bước 2, khấn xin các vị cho phép hóa giải bàn thờ thần tài. Bước 3, kính cẩn xin mời các vị về thủ lễ. Bước 4, mời các ngài chọn nơi ở mới và nhận thực hiện nhiệm vụ mới. Sau khi hương tàn, mọi người hóa giấy, tiền, giấy đinh, đồng thời mang lễ vật cùng tế và bàn thờ thả trôi sông. Với các đồ vật làm bằng gỗ, gia chủ nên đem đốt tất cả để thả trôi sông. Lưu ý, mọi sự nên được thực hiện theo đúng thứ tự như trên nếu không muốn bị thần linh của trách. Thứ 5, hóa bát hương. Gia chủ cần lưu ý nên tránh hóa nhầm bát hương của những khu vực thờ cúng khác. Khi hương đã cháy hết, gia chủ đem chân hương hóa chung với giấy đinh, giấy tiền sau hành lễ. Bát hương cũng được thả trôi sông cùng với bàn thờ. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có thêm được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.